Là ăn kem. Kem ở đâu đây? Kem ở trong trong cái bán hàng. À, ông bán hả? Hồi nãy không thấy ai cảm ơn hết ta. Hồi nãy không thấy ai cảm ơn ông hết. Hả? Quên hả? Quên rồi. Ôi cảm ơn nghe chưa, chứ không cảm ơn là mình u ơ bạn kia đâu nghe cặp đó kiểu anh kìa. À, ngồi xuống, ngồi xuống anh, khỏi chảy nước. Kiều Anh chờ mẹ đó đúng không? Không, Kiều Anh chờ ba. À, vô đi, vô đi, vô để mẹ quay này. Vô vô vô, vô. Bữa nay ngoan mới chờ ăn kem đó nha. Đi nha. Nè mẹ ơi, con xin đất cho con coi nói. Nói đi. Hôm kia con cân được bệ sói rồi. Nhưng mà con cân bệ sói bẹt lắm. Ai? Ai bẹt đẹp? Con lát hoàng cu bé. Ừ.